Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Trái Phố Official. Mình là Robin và Hoàng Anh nè. Bây giờ là 10:30 sáng. Đố Hoàng Anh là anh sẽ dẫn Hoàng Anh đi ăn cái gì? Ăn sáng. Có bị điên 10:30 người ta đang ngủ, bắt người ta dậy đi qua là sao? Có bị điên không? Thì đoán xem ăn gì đi. Bây giờ đi ăn nè. Ăn năn sớm hối thì giờ người ta đang ngủ, bắt đi ăn. Ok, vậy thì mình sẽ dẫn Hoàng Anh đi ăn ốc. Làm ăn sớm hối chưa? Thì sau đó bình thường mà có rất là nhiều quán bán ốc buổi sáng ở Sài Gòn mà tất cả các bạn nên thử, nên là hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau trải nghiệm top 3 quán ốc bán buổi sáng mà các bạn phải thử ở Sài Gòn. Ok, let's go. Let's go. Hiện tại thì tụi mình đang có mặt tại ốc Đào, địa chỉ là ở 212B C79 Nguyễn Trãi, quận 1. Thì mình nghe nói là ốc Đào là một cái quán bán ốc buổi sáng mà cực kỳ nhiều người biết tới và cũng có rất là nhiều người review là ở đây rất là ngon. Và đây cũng là lần đầu tiên mình tới đây ăn luôn, nên là mình cũng muốn tới thử xem là cái chất lượng nó thực sự là ngon giống như là người ta review hay không. Thì mình tới đây á, mình gọi 3 món là rêu hấp thái, ốc hương xào bơ với lại răng mực xào bơ. Mình lúc nãy mình có hỏi bạn nhân viên là ở đây món best seller của quán là gì, thì hầu như là bạn gọi hết menu luôn á. Hầu như là mọi người tới đây mọi người sẽ ăn rất là nhiều món khác nhau á. Ra rồi hỏi đổi răng mực có giá là 100k. Ốc hương 100k luôn. Cái ốc hương 100k. Cái ốc hương thì nhìn to nhưng em thấy cái giá này nó còn hơi mắc đó. Mặc dù là một điểm 100k anh thấy nó hơi ít, nhưng mà quan trọng là 80 con. Thì bên cạnh cái những cái món mình gọi đây thì mình sẽ được tặng thêm một phần bánh mì ăn kèm nữa. Đó, cho nên là mình sẽ vô thử luôn đi. Trong quá trình mà chờ đợi cái món thứ ba ra thì mình ăn thử hai cái món thử nó sao. Em nhìn cũng hấp dẫn thôi, cái nói chung là nhìn màu là cũng khá là bắt mắt á. Thơm nữa, mùi rất là thơm luôn. Cái bánh mì thì giòn, cái răng mực thì ăn kiểu nó sực sực. Cái bơ dai á, cái bơ thơm. Nó có cái tấm bơ trong ở này, ăn hơi béo ngậy ngậy. Cảm giác cái phần nước sốt rất là đậm đà luôn. Thật ra chấm thì nên chấm sau phía dưới. Đúng rồi. Thì bơ ở trên nó chỉ là bơ thôi, còn phần phía dưới nó mới là cái phần nước sốt, nước mắm của nó. Mà cá nhân em thì em vẫn thích là cái băng măng mực nó phải to hơn một xíu nữa. Bên đây anh nghĩ là bình thường thôi, nhưng mà ăn chung với cái sốt á, kiểu càng lúc càng cuốn. Nãy giờ anh ngồi trong bánh mì mà anh ăn thấy càng lúc càng ngon á. Thật ra ăn ốc á, cái quan trọng của mình sẽ là cái nước sốt. Cái nước sốt là quan trọng. Thôi, cái món tiếp theo đi chứ, ngồi khen hoài một món chắc tới chiều á. Ừ. Món tiếp theo. Ok, và món tiếp theo sẽ là món ốc hương xào bơ. Bây giờ mà cái này phải có cái đồ hương. Ê, tính ra là nãy quên nói chứ, ở chỗ đây người ta cho một cái phần nước chấm rất là đầy đủ luôn á. Nè, có chanh, có ớt, có muối. Rồi ăn ốc á phải dùng tay luôn mới ngon, mà em sợ sợ giơ tay. Một cái điểm đặc biệt trong cái phần nước sốt này nè là nó cái phần nào mình cũng thấy nó có tóc mỡ, nhưng mà tóc mỡ nó không có bị yếu nha. Ăn nó vẫn giòn nha. Ngon nữa, nói chung là nó kiểu nó đậm đà. Nó có ốc tươi. Ốc rất là chắc thịt. Ốc nó vẫn có cái độ ngọt nha. Ốc vẫn rất là chắc thịt. Tươi, giòn giòn, sực sực. Có ốc thì to nè, thịt thì chắc, tươi, ngọt ngọt. Ăn cùng với cái nước sốt nữa, trời ơi bao đỉnh. Ok, tao cuối cùng trong quán này nha. Rêu hấp thái. Rêu hấp thái một phần nghe sẽ có mức giá là 50.000. Cái này thì rẻ nha. Cái này thì rẻ. Không nhận cái này rẻ thì. Rồi, ăn thử, hấp thử cái nước sốt trước đi. Em mượn nghĩa là miếng pháo quan trọng là cái nước sốt. Ngọt, nó có cái vị ngọt rất là nhiều á. Có cay cay nè, thơm thơm của sả. Sả, ớt. Nhưng mà em thấy cái vị ngọt là nó hơi bị ngọt quá. Nhưng mà cái nước cũng cuốn. Nhưng mà cá nhân mình thấy là ok nha. Ấy là cũng hơi ngọt so với những cái quán trước mà mình từng ăn thôi. Chứ còn vẫn ngon. Nhưng mà nó khá là cuốn, cái vị mặn ngọt, vị cay cay, vị thơm sả cũng rất là cuốn. Cay một con nghêu cũng khá là bự. Người em ăn nghêu em sẽ múc vào nước thì nè. Xong rồi em ăn nữa. Vậy thôi, anh sẽ lấy lên rồi ăn không. Nghêu rất là ngọt nha, kiểu nó thấm thấm cái phần nước súp á. Một miếng nữa. Ăn thì nó sẽ có được cái nước cũng ngon, hơi cay. Ngon hơn được, ngon hơn nhiều. Mọi người tới là mọi người nhớ cơ thử ba cái món mình mới gọi á. Ăn được món này cũng ăn được hết. Nhưng mà ốc hương thì mình thấy cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Mà nên gọi thì răng mực cháy tỏi với lại là dưa hấp thái. Và trước khi quán tiếp theo thì Hoàng Anh chấm cho quán ốc Đào là bao nhiêu điểm vậy? Hoàng Anh chấm 8 điểm rồi. Anh chấm... Vì em thấy nó cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Ok, anh chấm 8.5 tại vì cái độ ngon của nó. Ok, giờ quán tiếp theo thôi. Ok, và tụi mình đang có mặt ở quán ốc Như ở địa chỉ 650-4-29D, Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10. Thì mình mới gửi xe và bây giờ mình sẽ đi vô trong để xem thử là ở bên trong nó như thế nào. Nhưng mà mình thấy ở ngoài xe rất là nhiều nên mình nghĩ là chắc là quán sẽ đông lắm đây. Ok, vô thử xem đi.
nha. Let's go. Trời đất ơi, bây giờ là 12 giờ và mọi người coi nè, siêu đông, full bàn. Ở mình phải ngồi đợi từ bao nhiêu? 15 phút. 15 tới 20 phút rồi mới có bàn. Nhưng mà đúng là lần đầu tiên mà em thấy một quán ốc đông như vậy. Lúc này bọn mình có gọi một cái ốc móng tay xào me, ba con hàu nướng phô mai với lại một cái một dĩa ốc hương xào trứng muối. Ốc hương xào trứng muối. Hàu ra rồi mọi người ơi, đây là mình gọi hàu nướng phô mai nha. Mới lại vừa đem ra là mình đã ngửi thấy mùi phô mai rất là thơm rồi. Ăn thử nha. Hàu rất là tươi, thịt rất là chắc và ngon. Ôi, ăn thêm với cái phô mai béo béo hàng ngày nữa, trời ơi, siêu ngon luôn. Ôi, ngon lắm luôn á. Em ăn thử cái phô mai rất ngon, nó sẽ có vị sữa ở trong đó. Phô mai nó sữa bột. Cái phô mai ngon nha. Cái phô mai mình cảm giác cho nó hơi hơi giống cái phô mai con bò cười á. 25.000 một con thì nó cũng rẻ, quá mắc. Ừ. 25.000 cho một con hàu nướng phô mai thì mình thấy giá nó cũng khá là trung bình so với những chỗ khác. Với lại á, cái phô mai cũng nói là phô mai pha rồi, là vừa phô mai vừa sữa, nó có thêm đường. Đúng rồi, đúng rồi. Ok, qua món tiếp theo. Và món tiếp theo được đưa ra đó chính là món ốc hương xào trứng muối. Thì lúc mà mới đưa ra thì mình thấy nó thơm thoang thoảng cái mùi trứng muối thôi. Với lại mình thấy là nó vẫn còn cái vùng trứng muối ở trên này nè. Trời ơi, cái trứng muối rất là thơm. Đây nhà con ơi, con ốc mình tính ra bên này của mẹ cũng bột. Bên này hồi ốc cũng to nhưng mà em thấy là nhiều ốc hơn mà cái sốt cũng ngon bên kia. À. Giá cũng hơi nhịn hơn nhưng mà ốc thì nhiều hơn. Ốc nhiều hơn. Nhưng mà ăn vô cái miếng trứng muối nó ngon, nó thơm bồng. Thực sự là chấm đậm cái nước sốt trứng muối thì nó ngon hơn nhiều. Rất là dậy mùi trứng muối trong miệng luôn. Ngon. Mà cách tốt nhất á, mình để dậy mùi trứng muối á, ăn một sốt không là ngon nhất. Cái sốt trứng muối ngon thiệt. Ốc thì tươi, thịt thì ngọt, dai dai sừng sừng, ăn rất là đã miệng. Và cùng với lại cái nước sốt trứng muối này béo béo, thơm thơm nữa ngày ngày. Cái sốt trứng muối ngon lắm. Thật sự cái hợp rất tuyệt vời. Mọi người không gọi là thực sự rất là uổng phí luôn á. Bạn này mà là fan nhúng muối á. Cực kỳ thích. Ôi mọi người, cái món ốc móng tay xào mì hấp dẫn nha. Cái này nhìn rất thơm mùi mì luôn. Ê, nhưng mà cái này phải có bánh mì chấm mới ngon chứ sao. Nhưng mà ở đây anh nghĩ là gọi bánh mì sẽ tốn thêm tiền. Thì đúng rồi, chỗ nào gọi bánh mì chả tốn thêm tiền. Hồi nãy anh cứ tưởng quán ốc đào là tưởng là không hề, không hề, xin lỗi bà, bánh mì luôn tốn thêm tiền. À. Quê mùa, lạc hậu. Rồi gắp một miếng ốc móng tay lên, quẹt một miếng sốt mì. Thấm được. Ăn thử nha. Cắt móng tay nó dài, mà nó sần sần trong miệng á. Ăn cùng với lại cái sốt nè, chua chua, ngọt ngọt. Nhưng mà cái sốt nè nè, em cảm giác là nó bị ngọt nhiều hơn á. Mà em nghĩ là nó phải chua hơn một chút nữa mới ngon. Ăn chua dữ mày. Nó dễ chịu, nó dễ chịu. Một cái con ống tay mình thấy là chất lượng, thịt nó rất là dày và chắc. Ok, và mình cũng đã ăn xong rồi thì trên thang điểm 10 ở quán ốc Như thì mình sẽ chấm thang điểm 9/10. Chấm 9/10. Em chấm 9/10. Ừ, mình thấy đây cũng là một trong những cái quán bán ốc buổi sáng mà bạn nên đến ăn thử, trải nghiệm thử xem như thế nào nha. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau qua quán tiếp theo. Hiện tại bọn mình đang có mặt tại quán Ốc Thảo ở địa chỉ là 383 Vĩnh Khánh, quận 4. Cái quán này hồi trước thì mình cũng đã qua ăn thử một lần rồi và mình thấy là ở đây bán ốc rất là ngon. Giá thì cũng xem tầm 80.000, 90.000, dao động tới 100 mấy, tầm 120, 150. Mình sẽ gọi một ốc len xào dừa. Salon mỡ hành. Mình sẽ gọi một salon mỡ hành. Ok, và bây giờ mình sẽ gọi thêm một cái món cuối cùng, đó chính là món răng mực. Để cho các bạn thấy được sự khác biệt giữa răng mực ở Ốc Thảo và răng mực ở Ốc Đào sẽ như thế nào nha.
bên cạnh bán ốc thì ở quán ốc Thảo cũng sẽ bán những cái món khác nhau, chẳng hạn như là món tạch tuồng nè, chân gà nè, các loại lẩu. Và ba món của bọn mình cũng đã gọi ra thì nó cũng ở đây rồi. Và bọn mình có gọi thêm một phần ốc giác xào mì nữa để ăn cho nó no, chứ nãy giờ mình cứ kêu không 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 thì ăn nó hơi vơi vơi cái bụng thôi, chứ nó cũng không no lắm. Thì thật sự không no chưa? Xíu mà ráng ăn hết chị ốc giác xào mì cho tôi. Yên tâm, ăn hết, yên tâm để tôi ăn hết cho. Ok, và ở đây là xào lông nướng mỡ hành. Xào lông nướng mỡ hành, đây là răng mực xào bơ. Cái này là ốc len xào dừa. Em thấy này thật ra là mình cũng phải thêm làm bánh này ở bên này, nó không có được giòn lắm. Không được giòn giống như ở bên ốc đào. Nó hơi dai. Khá là giòn. Hơi dai. Cái sốt ở đây thì nó cũng cam cam, nhìn nó giống như là cái sốt của cái bên quán ốc đào á. Nhưng mà không biết là nó sẽ như thế nào, chấm thử lâu rồi không ăn. Người ta phải ăn thử bánh mì, chấm thử thì nó... Để mình ăn thử cái sốt không? Mặn lắm. Nó cũng như nhau. Cũng thơm thơm, thơm thơm của cái bơ á. Cái răng mực thì cũng giòn giòn sực sực như ngày nào. Nhiều như nước mà cũng ngon. Nhưng mà ăn cái răng mực bên này cảm thấy nó đầy đặn hơn bên kia. Không có chất mỡ. Cái răng mực bên này rất tươi bột luôn á. Cái tiếp theo sẽ là món sò lông nướng mỡ hành. Ở đây trang trí khá là đẹp. Nhìn khá hấp dẫn ha. Nhưng mà cái hành ở đây nè, cái mỡ hành ở đây nè, cái miếng hành nó còn hơi khá là sống á. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thì sẽ hơi khó nha. Bình thường mỡ hành á, nó phải chín một chút nữa thì nó mới ngon. Ta chia. Đây, tụi mình sẽ ăn cùng với cái nước mắm này nè. Đây, rưới lên. Cái nước mắm họ cho sẵn nó sệt sệt. Ừ, nó cũng là một nước mắm kiều kiều. Nói chung là em thấy là đa số mà mắm của ốc á sẽ kiều kiều kiểu như vậy. Cái nước mắm này nè, nó ngọt ngọt, nó có vị chua nữa, nó khá là đẹp. Còn cái em thấy là cái con sò lông này nó khá là tươi, rất là dai. Thật ra là hành với sống ăn cũng không có rõ về hành, nó ăn được á. Bỏ xíu nước mắm sệt sệt. Dạ em cảm ơn. Ok, và món tiếp theo sẽ là món ốc len xào dừa. Một cái món cực kỳ quen thuộc. Hầu như là mình nghĩ là ai đi ăn ốc cũng sẽ ăn cái món này á. Bình thường em ăn ốc len xào dừa em chỉ ăn cái nước thôi. Và cái nước ở ốc Thảo là một cái rất là đặc biệt. Sốt nạp ngon chứ. Cái nước cốt dừa nó sẽ có một chút vị béo béo. Ừ, nhưng mà nó ngọt hơn bình thường nha. Khá ngọt, nhưng mà chắc là cái vị nó rất là ngon. Nói chung hôm nay mình thấy là cái vị nó sẽ ngọt hơn cái hôm trước mình ăn rất là nhiều. Không nhiều lắm, nói chung là hơi thôi. Wow. Ngon. Một cái tip hút ốc len rất là hay vậy cực. Là nó ốc nó sẽ tự rộng ra mọi người. Thì cái thịt ốc len đó thì nó sẽ khá là mềm, sẽ dai dai một chút xíu, cùng với lại cái nước cốt dừa ăn nó thơm thơm, béo béo, ngọt ngọt, khá là hay, khá là bắt miệng. Cái nước cốt dừa đây cực kỳ ngon, rất là béo luôn á. Mà cái mùi dừa nó còn thơm, nó ăn cái tô ốc rồi xong mà mập 10kg. Cứu tôi, cứu tôi. Ốc khá là dai, đậm ướp vừa phải. Thấy nó có một cái chút vị béo béo của bơ, thịt chắc cũng ngon. Nhưng mà so với những cái món trước thì mình thấy nó không ngon bằng. Nhưng mà miếng ốc rất là mỏng. Mấy cơ hủ tiếu rồi còn bằng cụ. Nè, mỏng lét luôn á. Mỏng mà lấy nít hoài không được luôn á. Mì thì mặn mặn ngọt ngọt. Có hình như là có xào, có thêm nước mắm nữa. Cũng có một xíu ớt á, cái chân này mấy bạn nhỏ ăn thì cũng hơi khó, cũng chắc cũng không ăn được. Mình dù là rất no rồi nhưng mà mình vẫn muốn ăn. Yên tâm đi mọi người, mình ăn hết. Tí nữa các bạn sẽ thấy mình ăn cái gì nên không còn gì. Ok, và sau khi ăn xong tất cả các món ở quán ốc Thảo thì mình sẽ chấm điểm cho quán ốc Thảo là 9/10. Và vẫn chấm 9 điểm nha. Chấm 10 điểm. Tại vì đây là quán hàng thích nhất. Yeah. Và cuối cùng xíu mà ráng ăn hết cái gì ốc giác xào mì cho tôi. Yên tâm để tôi ăn hết cho. Và cuối cùng là bọn mình cũng đã kết thúc video ngay tại đây. Và trên đây là top 3 những cái quán bán ốc buổi sáng mà bọn các bạn là nên tôi ăn thử. Đầu tiên sẽ là ốc đào nè, cái sẽ là ốc Như, và cái thứ ba sẽ là ốc Thảo. Và địa chỉ thì bọn mình cũng đã nói ở những cái đoạn trước rồi nên là các bạn có thể tham khảo ha.
Và nếu như các bạn thích bọn mình đến những cái nơi đẹp nào nữa, đến những cái địa điểm nào nữa thì nhớ để lại bình luận phía dưới video này. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh trái của Official Đồng Hồ Chí Minh nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chưa ăn hết gì ốc nha, cho ăn hết chuyện mình nha. Bye bye. Bye bye.